Cập nhật tình hình bầu cử Mỹ 2024 Đảng Cộng Hòa bất ngờ để lộ thông tin về kế hoạch 100 ngày đầu tiên sau khi ông Trump nhậm chức có thể khiến nước Mỹ xoay chuyển lớn về mọi mặt Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden và nhiều nhân vật quan trọng của Đảng Dân Chủ đã lên tiếng hậu bầu cử Mỹ Đáng chú ý, ông Biden có động thái bất ngờ để chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho ông Trump Việc ông Trump trúng cử cũng khiến cho làn sóng người di cư vào Mỹ dự kiến tăng mạnh trước khi ông Biden rời nhiệm sở, buộc chính quyền Washington đương nhiệm phải lập kế hoạch dự phòng đối phó với thực tế này. Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn biến nóng. Mặc dù đã có F-16, nhưng Ukraine vẫn đang tích cực sử dụng các máy bay từ thời Liên Xô để không kích Nga. Hé lộ loại bom cực kỳ đáng gờm được Kiev trang bị trên tiêu kích MiG-29 Tại Trung Đông, hơn 200 người tại giải Gaza có vấn đề về sức khỏe đã sơ tán tới các khu vực an toàn trong bối cảnh những cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah được ghi nhận là không liệt trở lại. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ The Hill, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã chuẩn bị cho điều mà họ vô cùng mong đợi. Đó là quyền kiểm soát thống nhất của Đảng Cộng Hòa đối với Nhà Trắng và Quốc hội sau cuộc bầu cử năm nay. Theo các nguồn tin thân cận, các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa gồm lãnh đạo phe thiểu số Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, Thượng nghị sĩ John Thune, nhân vật số 2 của phe Cộng Hòa tại Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Marjorie Johnson, lãnh đạo phe đa số Cộng Hòa tại Hạ viện Steve Scalise, đang vạch ra chương trình nghị sự cho 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Đáng chú ý, ngay gần thời điểm ông Donald Trump thắng cử, ông Steve Scalise đã gửi bức thư dài 4 trang cho các hạ nghị sĩ về kế hoạch này. Theo đó, Đảng Cộng hòa sẽ phối hợp thực hiện chính sách cắt giảm thuế của ông Trump, giải phóng năng lượng của Mỹ và tăng cường nguồn lực tới biên giới phía Nam cùng các biện pháp khác. Về năng lượng, các chính sách này bao gồm mở cửa các khu đất liên bang, trong đó khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực để tăng cường thăm dò và sản xuất năng lượng và bãi bỏ các phần của đạo luật chống lạm phát. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump cũng cam kết sẽ cắt bỏ các khoản trợ cấp về khí hậu của chính quyền Tổng thống Biden và tiếp tục hoạt động thăm dò năng lượng, bao gồm cả việc giảm thuế cho các nhà sản xuất dầu, khí đốt, than. Theo đó, người đứng đầu Nhà Trắng trong tương lai từng khẳng định sẽ giảm một nửa chi phí năng lượng trong vòng một năm kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2025. Về vấn đề nhập cư, ông Skylis cho biết Đảng Cộng hòa sẽ xây dựng bức tường biên giới theo chủ trương của ông Trump, tiếp thu các công nghệ phát hiện mới, tăng cường tuần tra biên giới và ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Đáng nói, ông Trump từng tuyên bố, ngay ngày đầu nhiệm sở, thậm chí ngay trong những giờ đầu tiên, ông sẽ đóng cửa biên giới với Mexico và tiến hành chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Song song với đó, trong nhiều tháng qua, các đồng minh đã nỗ lực chuẩn bị một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm giúp ông Trump thực hiện chương trình nghị sự. Các đồng minh Đảng Cộng hòa cho rằng, ông nên nhanh chóng áp dụng lại sắc lệnh hành pháp phân loại lại một số lượng lớn nhân viên liên bang thành nhân viên theo ý muốn làm như vậy sẽ mở đường cho việc thay thế các nhân viên công vụ liên bang bằng những người khác có thể đầu tư nhiều hơn và thực hiện các chính sách của ông. Đồng minh tại Quốc hội, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike cũng cam kết sẽ hành động nhanh chóng và mạnh mẽ để thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử. Quyền kiểm soát Hạ viện vẫn chưa ngã ngũ, nhưng Đảng Cộng hòa đã giành lại thế đa số ở Thượng viện để có lợi cho họ trong việc phê chuẩn gia hạn đạo luật, việc làm và cắt giảm thuế năm 2017 của ông Trump, cải cách quy định và xem xét chính sách năng lượng. Được biết, mục tiêu chính của ông Donald Trump là nới lỏng các chính sách của chính quyền tiền nhiệm và tiếp tục công việc mà ông đã dừng lại sau nhiệm kỳ đầu tiên tại vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức cho các kế hoạch 100 ngày đầu nắm quyền mà các đồng minh vạch ra trong ông Donald Trump, bao gồm nguồn lực, nhân lực cũng như các điều khoản pháp lý và chính trị. Trong khi kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ dường như đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Đảng Cộng Hòa, thì đường đua hạ viện vẫn đang rất quyết liệt giữa Đảng dân chủ và Cộng hòa. Theo hãng tin Reuters, tính đến sáng ngày mùng 7 tháng 11, giờ Việt Nam, đảng Cộng hòa được cho là sẽ nắm giữ đa số ít nhất là 5248 tại thượng viện. Tại hạ viện, Đảng Cộng hòa đang tạm thời dẫn trước với 207 ghế so với 189 ghế của Đảng dân chủ. Theo đó còn tới 40 trong số 435 ghế chưa công bố đảng nào giành chiến thắng, nên quyền kiểm soát cuối cùng của hạ viện vẫn chưa rõ ràng. Hạ viện hiện tại do Đảng Cộng Hòa kiểm soát với tỷ lệ mong manh 220-212 ghế. Để giữ được quyền kiểm soát Hạ viện, Đảng Cộng Hòa phải giành được ít nhất 218 ghế trong cuộc đua lần này. Trong cuộc đua năm nay, Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng ở một số khu vực có thể cho phép đảng này mở rộng đa số 220-212 tại Hạ viện. Mặc dù kết quả cuối cùng có thể sẽ kéo dài nhiều ngày. Cho đến nay, Đảng Cộng Hòa đã giành được thêm 4 ghế mà Đảng Dân Chủ tự tin sẽ dễ dàng có được gồm hai ghế ở bang pennsylvania và một ghế ở mỗi bang north carolina và michigan trong khi đó đảng dân chủ đã giành được một ghế do đảng cộng hòa nắm giữ ở phía bắc bang new york và một ghế ở bang alabama hiện tại đảng dân chủ cần phải lật ngược ít nhất 8 ghế từ tay cộng hòa và giữ được tất cả các ghế mà hạ nghị sĩ đương nhiệm của đảng này đang tái tranh cử để nắm quyền kiểm soát hạ viện dù vậy theo đài cnn các đảng cộng hòa và dân chủ tại hạ viện đều tin rằng Cộng hòa sẽ duy trì quyền kiểm soát tại cơ quan lập pháp này. Tuy nhiên Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện nhấn mạnh rằng vẫn còn quá sớm để tuyên bố. Theo nguồn tin thần cận, Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện sẽ học kín để thảo luận về kết quả bầu cử cho đến nay. Cũng giống Thượng Viện, Hạ Viện có quyền đề xuất các dự luật mới hay các sửa đổi luật. Thành viên ở hai viện này đều được bổ nhiệm vào các ủy ban phụ trách các lĩnh vực khác nhau như ngân sách, tư pháp. Tuy nhiên Hạ Viện có một số quyền lực đặc biệt bao gồm quyền đưa ra các đạo luật về thu nhập, phế truất các quan chức chính phủ và bầu tổng thống nếu như đại cử tri đoàn không quyết định được ai thắng cử. Hạ viện gồm tổng cộng 435 nghị sĩ và được bầu lại 2 năm một lần. Số nghị sĩ đại diện mỗi bang tương xứng với dân số của bang đó. Nếu Đảng Cộng Hòa cuối cùng giành chiến thắng tại Hạ viện năm nay, đảng này sẽ có vị thế quyết định chương trình nghị sự ở Washington, giúp ông Donald Trump một khi quay lại Nhà Trắng, có thể thực hiện lời hứa cắt giảm thuế và hạn chế nhập cử. Ít nhất, là trong hai năm tới cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Kịch bản Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện tại Quốc hội Mỹ cũng giúp ông Trump dễ dàng bổ nhiệm các vị trí nội các và thẩm phán. Theo hai quan chức Mỹ và các cuộc trao đổi trong các nhóm WhatsApp của người di cư, chính quyền Biden đang lập kế hoạch dự phòng cho khả năng gia tăng người vượt biên khi ngày càng có nhiều người có ý định nhập cư, bày tỏ lo ngại về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đóng cửa biên giới. Gần 36 giờ trước khi ông Trump tuyên bố chiến thắng, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các cố vấn cấp cao và lãnh đạo Cục Hải quan và Biên phòng, CBP, cùng Cục Di trú và Hải quan, ICE. Trong cuộc họp, các bên đã bày tỏ những lo ngại về tác động trước chiến thắng của ông Donald Trump đối với an ninh biên giới. Theo hai quan chức trực tiếp tham gia cuộc gọi, những câu hỏi được đặt ra không có gì bất thường. Bộ An ninh Nội địa đã chuẩn bị về mặt hoạt động như thế nào để đối phó với khả năng gia tăng người nhập cư có đủ giường trong các trại giam ICE để giam giữ người nhập cư trước khi trục xuất không? Các cơ quan có thể tiếp tục đưa những người không đủ điều kiện xin tị nạn vào quy trình trục xuất nhanh hay số lượng người sẽ quá tải hệ thống và buộc các nhân viên phải thả người di cư vào Mỹ với các phiên tòa được ấn định nhiều năm sau. Các quan chức nhấn mạnh rằng Bộ An ninh Nội địa cho thấy dấu hiệu gia tăng người di cư hướng đến Mỹ. Tuy nhiên họ lo ngại nếu ông Donald Trump đắc cử sẽ có làn sóng người di cư cố gắng nhập cảnh vào phút chót. Và CBP cùng ICE cần phải sẵn sàng người phát ngôn của CBP tuyên bố người di cư không nên tin vào những lời dối trá của những kẻ buôn người. Quan chức này cho biết thêm, Washington tiếp tục thực thi luật di trú và người di cư nên sử dụng các con đường an toàn, hợp pháp và trật tự để đến Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã cam kết sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp nếu ông đắc cử. Khi tin tức về chiến thắng của ông Donald Trump được công bố vào tối ngày 6 tháng 11, người di cư bắt đầu trao đổi trên WhatsApp, một kênh thông dụng mà những kẻ buôn người thường quảng cáo dịch vụ của họ cho người dân ở Trung và Nam Mỹ muốn đến Mỹ. Một chủ đề chung xuất hiện trong nhiều cuộc trò chuyện, phải đến Mỹ ngay bây giờ, bởi sau ngày 20 tháng 1 năm 2025, ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức, chính quyền ở Mỹ sẽ ban hành xác lệnh trục xuất hàng loạt người di cư. Người điều hành một nơi tạm trú ở Tijuana, Mexico, nơi người di cư chờ đợi trước khi vào Mỹ cho biết, ông dự đoán những kẻ buôn người sẽ gây áp lực buộc người di cư bắt đầu vượt biên ngay. Ông Gustavo Banda, người điều hành Templo Embajadores de Jesus, nơi hiện đang cư trú khoảng 1.400 người di cư cho biết, bọn buôn người sẽ nói rằng mọi người cần phải vào trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Ông cũng nói rằng người di cư tại nơi tạm trú của ông đang cảm thấy bất an, nhưng ông cố gắng giúp họ bình tĩnh. Ông Banda nói, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao bạn phải nói chuyện với họ rằng hiện tại hoàn toàn chưa có gì thay đổi. Tại một khu vực khác ở Mexico, gần biên giới Mỹ, ông Francisco Loreiro người điều hành nước tạm trú Nogales cho biết ông đã nói chuyện với người di cư về kết quả bầu cử và những lo ngại của họ, đồng thời cho những người di cư biết về ứng dụng mà họ có thể sử dụng để xin tị nạn mà không cần nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn về nhập cư. Ông cam kết sẽ tiến hành đợt trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ đối với người nhập cư không có giấy tờ. Ông cũng dự định khôi phục một số chính sách gây tranh cãi trong nhiệm kỳ đầu. Một trong đó là chương trình Ở lại Mexico yêu cầu người xin tị nạn phải ở lại Mexico cho đến ngày hồ sơ của họ được phía Mỹ phê duyệt. Theo đài RT, ông Trump chia sẻ điều này trong khi trả lời phỏng vấn kênh Fox News sau chiến thắng trước đối thủ đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, trong cuộc bầu cử. Ông Trump nói, tôi nói với gia đình tôi, thế là đủ rồi, bạn biết vì sao không? Điều này quá đau đớn cho gia đình tôi, gia đình tôi đã trải qua nhiều tổn thương. Ông Donald Trump là tổng thống thứ 45 của Mỹ từ năm 2017 đến năm 2021 và sẽ làm tổng thống thứ 47 từ năm 2025. Con gái cả của ông, bà Ivanka Trump và con rể Jared Kushner là những cố vấn quan trọng của ông trong nhiệm kỳ đầu. Hai người này thường xuyên chịu chỉ trích vì vai trò của mình. Năm 2022, khi ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử lần 3 vào Nhà Trắng, con gái Ivanka tuyên bố sẽ rời xa chính trị để ưu tiên cho các con và cuộc sống gia đình. Bà Ivanka nói: "Bất kể thế nào, tôi luôn yêu và ủng hộ cha mình, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ làm điều đó ngoài lĩnh vực chính trị." Bà Ivanka đưa ra quyết định trên khi ông Donald Trump đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến vụ thu hồi hơn 100 tài liệu mật từ khu dinh thự Malago ở Palm Beach, bang Florida. Bà Ivanka cùng với các anh em là Eric và Donald Jr cũng bị nêu tên trong vụ kiện dân sự của Tổng trưởng lý bang New York và đối mặt với các rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình Trump. Tháng trước, ông Donald Trump cũng cho biết, con trai 18 tuổi của ông, Barron Trump, cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chiến dịch tranh cử của mình. Cuộc phỏng vấn trên với Fox News diễn ra sau khi ông Trump nhanh chóng đánh bại bà Harris trong cuộc bầu cử đầy kịch tính. Ông cũng đã có bài phát biểu đầu tiên tại trung tâm hội nghị Palm Beach, bang Florida. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Donald Trump cho rằng ông và những người ủng hộ đã làm nên lịch sử trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông cũng cam kết sẽ chữa lành đất nước, đồng thời cho rằng Nước Mỹ đã trao cho ông và những người ủng hộ ông một nhiệm vụ quan trọng và chưa từng có. Theo AP, sau khi bầu cử Mỹ 2024 có kết quả là chiến thắng thuộc về ông Donald Trump, đương kim tổng thống Joe Biden đã đầu tiên lên tiếng. Thông điệp của đương kim tổng thống Joe Biden chủ yếu nhằm động viên phó tổng thống Kamala Harris, người vừa có phát biểu tuyên bố thua cuộc bầu cử cách đó ít lâu. Cụ thể theo thông báo của Nhà Trắng công bố, Ông Biden đã ca ngợi Phó tổng thống Kamala Harris là một đối tác và công chức tuyệt vời, đầy lòng chính trực, can đảm và bản lĩnh. Ông Biden cũng lưu ý, bà Harris đã tham gia chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng trong hoàn cảnh phi thường. Song song với đó, ông Biden nói thêm, bà Harris đã tiến lên và lãnh đạo một chiến dịch lịch sử, thể hiện những gì có thể đạt được khi được kim chỉ nam đạo đức định hướng mạnh mẽ và một tầm nhìn rõ ràng về một quốc gia tự do hơn công bằng hơn với vô vàn cơ hội cho tất cả người Mỹ. Sau ông Biden ít lâu, vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cũng đang thông điệp của riêng mình. Mở đầu thông điệp, vợ chồng ông Obama gửi lời chúc mừng cho ông Trump và khẳng định không thể tự hào hơn vì những gì mà bà Harris đã làm. Tuy nhiên, ông Obama cũng đưa ra một số cảnh báo về tình hình Mỹ. Như tôi đã nói trong thời gian tranh cử, nước Mỹ đã trải qua rất nhiều khó khăn trong vài năm qua. Từ một đại dịch lịch sử và sự tăng vọt giá hàng hóa do đại dịch gây ra đến những biến đổi nhanh chóng và cảm giác ám ảnh nhiều người rằng dù họ có làm việc chăm chỉ thế nào thì điều tốt nhất họ có thể làm được là không thụt lùi. Những hoàn cảnh đó đã tạo nên cơn gió ngược cho những lãnh đạo dân chủ đương nhiệm trong thế giới. Sự kiện bầu cử vừa qua đã chứng minh rằng Mỹ không phải ngoại lệ. Tin tốt là những vấn đề này có thể giải quyết nhưng chỉ khi chúng ta lắng nghe nhau và tuân thủ theo những nguyên tắc hiến định cốt lõi và thông lệ dân chủ đã làm nên đất nước này. Sau ông Biden và ông bà Obama, vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đang thông điệp phản hồi kết quả bầu cử. Trong đó ông bà Clinton hy vọng cặp ông Trump và ông Vance sẽ điều hành đất nước vì tất cả người dân Mỹ và mong rằng chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng Clinton nhắc nhở Chúng ta cần giải quyết những vấn đề của mình và cùng nhau nắm bắt cơ hội. Bà Clinton chính là người đã để thua ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2016. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Mới đây, phát biểu tại cuộc họp tổ chức các quốc gia Turkic, tức Hội đồng Turkic, Thủ tướng Hungary Viktor Ban tuyên bố, châu Âu sẽ cần có một chiến lược mới về cuộc xung đột Ukraine sau chiến thắng của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó, thủ tướng Viktor Orbán cho biết, chiến thắng của Đảng Cộng hòa tại Mỹ đã đặt ra câu hỏi cho những nhà lãnh đạo châu Âu rằng liệu châu Âu có thể duy trì được mức hỗ trợ quân sự và tài chính hiện tại cho Ukraine hay không. Thủ tướng Orbán bày tỏ cần có một chiến lược mới của châu Âu, khẳng định những bước đầu tiên hướng tới điều này có thể được thực hiện tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Budapest. Ông chia sẻ vấn đề khó khăn nhất cần giải quyết là khoản vay 50 tỷ euro cho Ukraine, khoản vay đã được G7 quyết định trước đó và sẽ được Liên minh châu Âu và Mỹ cùng tài trợ. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Viktor Orbán cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ, đóng góp to lớn của các quốc gia trong hội đồng Turkic cho an ninh năng lượng của Hungary trong năm nay. Bình luận về tình hình hiện tại ở châu Âu, ông cho biết hai vấn đề chính đang nhận được sự quan tâm của Liên minh châu Âu đó là cuộc xung đột ở Ukraine trong hơn 3 năm qua và khả năng cạnh tranh của châu Âu vốn đang ngày càng suy giảm. Về cuộc xung đột hiện tại, Thủ tướng Orbán cho rằng vẫn còn một số đông ủng hộ xung đột Tuy nhiên, Hungary sau khi tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU vào tháng 7 đang thúc đẩy cho một sứ mệnh hòa bình. Ông chia sẻ, các cuộc thảo luận đã bắt đầu ở châu Âu về cách thay đổi chiến lược giao tranh thành chiến lược hòa bình. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo quốc gia châu Âu này có quan điểm trên. Hồi tháng trước, tại cuộc họp báo ở Strasbourg, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo Liên minh châu Âu EU cần phải gấp rút hành động để giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine nếu như không muốn bị đẩy ra ngoài bởi Mỹ. Cụ thể, theo Orbán, nếu cựu tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông sẽ nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Orbán kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu cần phản ứng nhanh chóng để không bị tụt lại phía sau. Ông Trump đã nhiều lần khẳng định về việc sẽ chỉ mất thời gian ngắn để đàm phán với Kiev và Moscow về giải pháp ngoại giao nếu được bầu làm tổng thống. Thành viên Đảng Cộng hòa khẳng định có thể nhanh chóng đạt được giải pháp chấm dứt cuộc xung đột trong suốt chiến dịch tranh cử. Thượng nghị sĩ James David Vance nhận định ông Trump hoàn toàn có đủ khả năng đưa ra giải pháp nhằm chấm dứt xung đột và đảm bảo Ukraine sẽ không gia nhập NATO. Nhà lãnh đạo Hungary kêu gọi EU hành động ngay lập tức, không chỉ lập kế hoạch chiến lược mà còn phải triển khai các bước đi thực tế để chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra. Mới đây, Thủ tướng nước Olaf Scholz đã sa thải Bộ trưởng Tài chính Christian Liner sau khi các cuộc đàm phán giữa chính phủ liên minh gồm Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của ông Schol, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do FDP của ông Leiner đổ vỡ. Vài phút trước khi tin tức về việc sa thải Bộ trưởng Bộ Tài chính Christian Leiner được công bố, phương tiện truyền thông Đức đưa tin rằng nhà lãnh đạo đảng FDP đã đề xuất với Thủ tướng Schol của Đảng Dân Chủ Xã hội SPD về việc tổ chức bầu cử sớm vào đầu năm tới. Đề xuất này được xem như một giải pháp cho cuộc khủng hoảng của chính phủ. Song theo tờ Bill, Thủ tướng Schol đã bác bỏ. Động thái trên khiến FDP nổi giận, tuyên bố sẽ rút toàn bộ các bộ trưởng ra khỏi chính phủ của Thủ tướng Schol. Chấm dứt liên minh đèn giao thông giữa ba đảng gồm SPD, Đảng Xanh và FDP được thành lập vào cuối năm 2021. Ngay sau đó, Thủ tướng Olaf Scholz đã thông báo sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 15 tháng 1 năm 2025, một bước đi có thể dẫn đến bầu cử liên bang sớm vào tháng 3 tới. Theo nhà khoa học chính trị Jana Puglierin, Đức có thể rơi vào tình trạng bế tắc chính trị trong vòng từ 6 đến 7 tháng tới. Bởi vì nếu diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và bầu cử trước thời hạn như thời gian trên, thì Đức có thể không có một chính phủ mới hoạt động cho đến cuối tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2025. Liên minh cầm quyền của Đức đã bị mắc kẹt trong cuộc tranh cãi liên quan các đề xuất cải cách kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính Christian Leiner của FDP đưa ra. Đề xuất dài 18 trang gồm cắt giảm thuế cho doanh nghiệp, bãi bỏ quy định về khí hậu và giảm phúc lợi xã hội. Những đề xuất này không chỉ bị chỉ trích mạnh mẽ, mà còn được coi là một sự khiêu khích đối với các đối tác trong liên minh, bao gồm đảng SPD và đảng xanh. Trước đó, chính phủ Đức thông báo kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo vào ngày 28 tháng 9 năm 2025, phù hợp với hiến pháp về việc tổ chức tổng tuyển cử 4 năm một lần. Văn phòng báo chí của chính phủ Đức cũng cho biết, nội các đã nhất trí đề xuất ngày tổ chức tổng tuyển cử 28 tháng 9 năm 2025. Khi ấy, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, ông sẽ tái tranh cử chức Thủ tướng Đức trong cuộc tổng tuyển cử tới, dù đảng của ông không được ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Scholz đã đắc cử Thủ tướng sau khi Đảng Trung tả Dân chủ xã hội, SPD của ông, giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2021. SPD thành lập chính phủ liên minh với Đảng Xanh và Đảng Tự do, FDP. Tuy nhiên, kể từ đó, các đảng này mâu thuẫn trong nhiều vấn đề, như các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, chi tiêu công hay khủng hoảng năng lượng, cuộc xung đột tại Ukraine, lạm phát. Cả ba đảng này đang tụt hạng trong các cuộc thăm dò dư luận. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vừa thông báo đã đạt được những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán với Liên minh châu Âu (EU), dù vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục thảo luận. Kể từ khi chính thức khởi động đàm phán vào tháng 3 năm 2024, Thụy Sĩ đã tổ chức hơn 140 phiên làm việc với EU. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc tăng cường quan hệ đối tác thương mại giữa hai bên trong đó có những vấn đề then chốt như quyền tự do đi lại của người dân, thị trường điện và đóng góp tài chính của Thụy Sĩ vào quá trình hội nhập EU. Bern bày tỏ mong muốn hiện đại hóa các hiệp định song phương về tiếp cận thị trường chung EU, đồng thời tìm kiếm thỏa thuận có lợi cho cả hai bên về thị trường điện và mức giá tiếp cận thị trường. Mặc dù Bruxelles và Bern đều kỳ vọng đạt được thỏa thuận trong năm 2024, song quy định về trưng cầu dân ý của Thụy Sĩ có thể khiến tiến trình này bị kéo dài. Hơn hết, Đảng Nhân dân Thụy Sĩ SVP vốn là đảng lớn nhất tại Hạ viện, đang đẩy mạnh chủ trương hạn chế nhập cư với lý do lo ngại về việc kiểm soát dân số. Trước đó ngày 26 tháng 5 năm 2021, chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định dừng đàm phán với EU về thỏa thuận thiết lập khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hai bên sau thời gian dài đình trệ. Động thái này đã gây khó khăn cho quan hệ giữa Thụy Sĩ và các đối tác thương mại lớn nhất nước này. Tại thời điểm đó, có một số bất đồng chính giữa hai bên khiến cho các đàm phán bế tắc và đổ vỡ. Hay chính xác hơn là khiến Thụy Sĩ không chấp nhận các yêu cầu từ phía EU Đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất là về vấn đề tự do di chuyển của công dân. Hiện tại tuy không phải là thành viên EU, nhưng Thụy Sĩ vẫn đang tham gia vào hiệu ước Schengen, nên công dân các nước EU và Thụy Sĩ được tự do qua lại biên giới. Tuy nhiên, theo thỏa thuận khung được đàm phán, phía EU muốn Thụy Sĩ đảm bảo mức độ đối xử công bằng với mọi công dân châu Âu cư trú tại Thụy Sĩ, tức đảm bảo những người này được hưởng các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ thất nghiệp. Trong khi Thụy Sĩ chỉ chấp nhận nếu những người này và gia đình là lao động có việc làm. Vấn đề thứ hai đó là về tiền lương. Từ nhiều năm qua, Thụy Sĩ luôn duy trì một chính sách được gọi là các biện pháp đồng hành cùng người lao động, tạo nên những ưu đãi tương đối lớn về mặt tiền lương với người lao động nước này và mặt bằng lương tại Thụy Sĩ luôn cao hơn các nước châu Âu khác, thậm chí là trong nhóm cao nhất châu Âu. Phía EU cho rằng đây là một loại trợ cấp nhà nước nên yêu cầu sau khi ký thỏa thuận khung, chính sách này phải bị cắt bỏ, điều mà các đảng cánh tả tại Thụy Sĩ chắc chắn không chấp nhận. Vướng mắc lớn cuối cùng là cơ chế giải quyết các tranh chấp tương lai khi phía EU yêu cầu tòa án công lý châu Âu phải là nơi có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp giữa hai bên. Các đảng cánh hữu tại Thụy Sĩ lại phản đối mạnh mẽ điều khoản này. Vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong buổi phỏng vấn với hãng tin Russia, Sigotnia khẳng định rằng Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại thành phố Kazan của Nga cuối tháng 10 vừa qua đã cho thấy những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga là vô ích. Ông Lavrov trả lời hãng tin Russia, Sigotnia trong buổi phỏng vấn Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan thực sự là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất, không chỉ trong năm nay mà còn trong thời gian gần đây. Theo ngoại trưởng Nga, các bên tham gia thượng đỉnh BRICS đều cảm thấy cuộc họp được tổ chức trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Ông Lavrov trả lời phỏng vấn, tuyên bố chung nêu rõ cam kết của các quốc gia tham gia trong việc thúc đẩy những thay đổi tích cực trong nền kinh tế và chính trị toàn cầu, hướng tới xây dựng một trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng hơn, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu và giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi sức mạnh kinh tế và chính trị ngày càng tăng của các nước BRICS là sự thật không thể phủ nhận và cho biết nếu BRICS và các nước quan tâm hợp tác với nhau, họ sẽ là một yếu tố quan trọng của trật tự thế giới mới. Nhận định với tờ Vedomosti của Nga, ông Dmitry Suslov, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện châu Âu và quốc tế tại Trường Kinh tế cao cấp Moscow cho rằng ý nghĩa của hội nghị thượng đỉnh này nằm ở thời điểm diễn ra sau sự mở rộng gần đây của BRICS Hội nghị thượng đỉnh sẽ kiểm tra khả năng duy trì sự thống nhất và đồng thuận của khối này sau khi mở rộng từ 5 quốc gia ban đầu gồm Nga, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Đáng chú ý, hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này diễn ra ngay trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo quốc gia tại Kazan sẽ là một minh chứng cho lập luận của Moscow rằng Nga không hề bị cô lập mà ngược lại đang có sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước khác. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Z cách đây ít lâu, Phó Thủ tướng Ba Lan Krzysztof Gawkowski cho rằng bằng cách yêu cầu Ba Lan bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cố gắng lôi kéo Warsaw vào xung đột Đông Âu. Và mới đây nhất, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bày tỏ sự bất bình với Phó Thủ tướng Ba Lan vì những tuyên bố mà họ gọi là vô căn cứ và không thể chấp nhận được. Ukraine nhận định Warsaw phải hiểu rằng việc bắn hạ các tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine là vì lợi ích tốt nhất của chính Ba Lan. Cụ thể, Bộ này tuyên bố, chúng tôi tin rằng việc bắn hạ tên lửa vào máy bay không người lái của Nga bay theo hướng tới Ba Lan trên lãnh thổ Ukraine là vì lợi ích an ninh của chính Ba Lan và công dân nước này. Đồng thời khẳng định rằng việc hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga cũng là lợi ích sống còn của Ba Lan. Sau đó Ukraine cho biết, họ mong đợi sự hợp tác tích cực liên tục từ Warsaw, lập luận rằng điều quan trọng là duy trì và tăng cường tình đoàn kết giữa hai quốc gia và kỳ vọng chính phủ Ba Lan chia sẻ mục tiêu này. Mặc dù vậy, trong nội bộ Ba Lan vẫn có những ý kiến trái chiều về việc Vác có nên bắn rơi tên lửa Nga hay không. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorsky nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng NATO sẽ cho phép Vác sử dụng hệ thống phòng không để bắn rơi tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine nếu chúng gây ra mối đe dọa cho Ba Lan. Vác và Kiev đã ký một hiệp ước quốc phòng vào tháng 7, trong đó các cuộc thảo luận đều nhằm xem xét cơ sở lý luận cũng như tính khả thi của việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav vẫn khẳng định điều này sẽ không được thực hiện nếu không có sự chấp thuận của nato về phía nga quốc gia này đã nhiều lần cảnh báo rằng sự tham gia ngày càng sâu rộng của các quốc gia phương tây vào cuộc xung đột chỉ kéo dài cuộc chiến mà không làm thay đổi kết quả đồng thời có nguy cơ gây ra một cuộc đụng độ trực tiếp giữa nga và nato các quan chức nga cũng cáo buộc ukraine muốn các đồng minh phương tây tham gia vào một cuộc đối đầu trực tiếp với moscow Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mới đây, một đoạn video về công tác chiến đấu của hàng không Ukraine đã được công bố trên kênh Telegram. Sonia có liên kết với lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông báo, máy bay chiến đấu Ukraine đã tấn công các điểm tập trung quân của Nga và các kho đạn dược ở vùng Zaporizhia. Có thông tin cho rằng chiếc MiG-29 được huy động thuộc Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 114. Báo cáo cho biết, hàng không Ukraine tiếp tục hoạt động theo mọi hướng. Tiêm kích MiG-29 của Lữ đoàn 114 đã mang 8 quả bom GBU-39 SDB tấn công nơi tập trung binh lực và hậu cần của đối phương tại khu vực Orekhov. Theo kênh Telegram, Sunyashnik cho biết sẽ sớm đăng tải phần tiếp theo của video với những hình ảnh cho thấy thiệt hại của quân đội Nga sau khi công tác trinh sát chiến trường bằng máy bay không người lái hoàn tất. Các nhà phân tích đặc biệt nhấn mạnh, việc sử dụng cùng lúc 8 quả bom GBU-39 SDB cho phép máy bay Ukraine tấn công chính xác nhiều đối tượng tại các địa điểm ở khoảng cách rất xa nhau. Điều này là nhờ bom có hệ thống dẫn đường rất tinh vi. Với bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB, thậm chí chỉ một tiêm kích hạng nhẹ, vốn được tối ưu hóa cho nhiệm vụ chiến miêu thế trên không như MiG-29, giờ đây có thể đạt được hiệu quả oanh tạc mục tiêu mặt đất tương đương máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga. Vào cuối tháng 9 năm 2024, xuất hiện thông tin cho biết Mỹ đã đặt hàng sản xuất thêm nhiều quả bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB mới cho lực lượng không quân của mình và cung cấp cả cho đối tác nước ngoài, danh sách trên bao gồm cả Ukraina. Và tháng 5 năm 2024, thông tin đầu tiên về việc không quân Ukraina nghiên cứu sửa đổi tiêm kích Liên Xô để mang bom GBU-39 của Mỹ đã được hé lộ. Ngoài MiG-29 thì chiến đấu cơ hạng nặng Su-27 cũng có thể sử dụng loại đạn hàng không độ chính xác cao và rất nhỏ gọn nói trên. Bom đường kính nhỏ GBU-39 do Boeing sản xuất, còn được gọi là SDB-1, để phân biệt với SDB-2 có tên Stormbreaker do Raytheon RTX chế tạo. Là loại đạn dược dẫn đường có tầm bắn mở rộng, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm, tầm bắn khoảng 100 km. Với trọng lượng 130 kg, chiều dài 1,8 m và đường kính 0,9 m, kích thước nhỏ gọn của SDB-1 cho phép bom được mang bên trong khoang vũ khí của máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom, hoặc có thể giúp tăng tải trọng tổng thể cho nhiều cuộc tấn công độc lập hơn trong mỗi lần xuất kích. Ngoài phiên bản hàng không, Mỹ còn tận dụng loại bom đường ký nhỏ này để hoán cải thành một loại đạn đất đối đất, phóng từ tổ hợp phá phản lực dẫn đường M142 HIMARS, phiên bản mới có tên GLSDB. Khi gắn thêm động cơ rocket M26 và phóng từ hệ thống M142 HIMARS hoặc M270 MLRS, khoảng cách tối đa mà đạn GLSDB có thể vươn tới sắp xỉ 150 km. Đây thực sự là một vũ khí đa năng cực kỳ lợi hại. Oanh tạc cơ Tu-160 được xem như đại sứ sức mạnh quân sự của Nga. Bởi vậy trong thời gian qua, Moscow rất tích cực đưa phương tiện này đi khắp thế giới để quảng bá. Nga đã lên kế hoạch cho một chiến dịch truyền thông bài bản với oanh tạc cơ Tu-160 là yếu tố cốt lõi Thống kê từ trang Military Balance 2024 cho biết, hàng không chiến lược Nga hiện chỉ có 13 máy bay ném bom TU-160 sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra còn 3 chiếc TU-160M phiên bản nâng cấp nằm trong tình trạng đang thử nghiệm. Tuy vậy, không phải chiếc thiên Nga trắng nào cũng sẵn sàng tung cánh lên bầu trời ngay lập tức. Vì vậy, đối với Điện Kremlin, việc có thể đưa dù chỉ 2 chiếc TU-160 lên không trung vào thời điểm hiện nay cũng là một sự kiện đáng chú ý. Đặc biệt, theo kế hoạch ban đầu của Liên bang Nga, hai máy bay TU-160 dự kiến sẽ hạ cánh xuống một trong các sân bay của Cộng hòa Nam Phi vào ngày 29 tháng 10 năm 2024 và trở về trong ngày 1 tháng 11. Một hành động tương tự từng diễn ra, đó là chuyến hành trình dài và hạ cánh ở Nam Phi đã được hàng không chiến lược Nga thực hiện vào năm 2019. Sau khi thực hiện nhiệm vụ tương tự như Venezuela, căn cứ không quân Ourocloof gần thành phố Pretoria, thủ đô của Cộng hòa Nam Phi, được cho là nơi hạ cánh của máy bay ném bom Nga cùng với hai chiếc Tu-160, các máy bay IL-62 và AN-24 cùng nhân sự và thiết bị hộ tống cũng sẽ đến. Cuộc biểu dương lực lượng của hàng không chiến lược Nga theo kế hoạch sẽ diễn ra cùng thời điểm với chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Nam Phi tới Moscow. Kế hoạch gửi TU-160 đến Nam Phi theo nhận xét là dịp để Nga phô trương sức mạnh quân sự và củng cố các mục tiêu chiến lược của Moscow ở châu Phi, cũng như tăng cường quan hệ quốc phòng với Pretoria. Đây cũng là một cơ hội để Nga thúc đẩy hoạt động xuất khẩu vũ khí bởi TU-160, một trong những công nghệ quân sự tiên tiến nhất của Nga thu hút được sự quan tâm từ nhiều quốc gia châu Phi đang tìm cách tăng cường tiềm lực quân sự. Tu-160 có sải cánh rộng 55,7m, chiều dài 54,1m và cao 13,1m. Được trang bị 4 động cơ NK-32, máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 2.531 km h trọng lượng cất cánh tối đa 275 tấn, phạm vi hoạt động 12.300 km. Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 có thể mang theo 45 tấn bom và tên lửa bên trong hai khoang vũ khí, hai bệ phóng dạng chống quay có thể chưa 6 tên lửa hành trình Kh-55SM-101, 102, 555 hoặc 12 tên lửa tầm ngắn AS-16 Kickback mỗi bên. Mặc dù đặt kỳ vọng rất cao, nhưng chuyến thăm của hàng không chiến lược Nga tới Nam Phi đã bị hoãn, trong khi mốc thời gian mới vẫn chưa được nêu rõ, và bản thân Moscow cũng không đưa ra bình luận nào. Truyền thông phương Tây viết rằng, lý do khiến chuyến thăm bị hoãn là do quan điểm của một trong số các bên tham gia chính phủ Liên minh Cộng hòa Nam Phi, trong đó tuyên bố rằng, sự xuất hiện của TU-160 có thể vi phạm tính trung lập của nước này, nên họ cho rằng nếu quân đội Nga được mời đến thăm thì cũng nên đưa ra lời mời tương tự đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Theo hãng tin Ukraine Form, khoảng 500 đơn đăng ký từ 30 quốc gia đã được gửi đến quân đoàn Ukraine, một đơn vị quân đội được thành lập ở Ba Lan từ các công dân Ukraine sống ở nước ngoài. Đồng thời, đại đa số những người đăng ký không có kinh nghiệm quân đội và không phải ai cũng sẽ ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine Form dẫn lời của đại diện trung tâm tuyển dụng tại Tổng lãnh sự quán Ukraine ở Lublin, Ba Lan, cho hay chúng tôi nhận được hầu hết đơn là đơn đăng ký từ những người Ukraine sống ở Ba Lan và Cộng hòa Séc, nhưng cũng có từ Vương quốc Anh, thậm chí cả Canada và Mỹ. Theo người này, khoảng 90% đơn đăng ký được nhận là nam giới, 10% là nữ giới. Theo độ tuổi, khoảng một nửa số người nộp đơn dưới 25 tuổi, khoảng 80% số người nộp đơn không có mối liên hệ nào trước đó với quân đội. Hồi tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosini Akamit cho biết rằng Vác Sava đã cố gắng nhưng không thành công trong việc thành lập quân đoàn Ukraine vì số người tình nguyện tham gia và chiến đấu ở Ukraine ít hơn dự kiến tới 20 lần. Ông Kosini Akamit cho biết, Chúng tôi không thấy được mong muốn tham gia và sự quan tâm từ tình nguyện viên như chúng tôi kỳ vọng. Chỉ có khoảng 300 người bày tỏ sự quan tâm, trong khi chúng tôi hy vọng có từ 5.000 đến 6.000 người. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, ông đã liên hệ với chính phủ Ukraine vài tháng trước với lời đề nghị khuyến khích người dân Ukraine đang sống ở Ba Lan tham gia đơn vị tình nguyện. Bộ trưởng Kosini Akamit cho hay, chúng tôi đã triển khai quân đội để đào tạo lực lượng Ukraine. Chúng tôi đã đào tạo 25.000 binh sĩ theo chương trình của NATO, nhưng chúng tôi cũng mong muốn đào tạo những tình nguyện viên Ukraine đang cư trú tại Ba Lan. Ukraine trong thời gian qua đã đẩy mạnh cải tiến hoạt động tuyển quân để đối phó với tình trạng thiếu lực lượng nghiêm trọng trên tiền tuyến trước đà tiến rồn rập của Nga. Cơ sở dữ liệu Eurostat ước tính khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang sống ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tính đến tháng 1 năm 2024, trong đó có khoảng 860.000 người là nam giới trưởng thành. Ukraine trong thời gian qua nhiều lần kêu gọi nam giới trong độ tuổi nhập ngũ về nước để đóng góp phát triển kinh tế cũng như gia nhập lực lượng vũ trang để đối phó với Nga. Lữ đoàn dù 46 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đã đẩy lùi hai đợt tấn công cơ giới lớn của quân đội Nga. Cụ thể, thông báo từ cơ quan báo chí của lữ đoàn 46 có đoạn, quân đội Nga đã thực hiện thêm hai nỗ lực tấn công bất thành theo hướng phòng thủ của hai tiểu đoàn đổ bộ đường không nằm trong đội hình lữ đoàn. Hai nhóm tấn công lần lượt cố gắng xông vào các vị trí được binh sĩ Ukraine bảo vệ. Nhóm đầu tiên bao gồm một xe tăng, năm xe chiến đấu bộ binh IFV và một pháo phòng không tự hành ZSU-234 Sinka. Trong khi nhóm thứ hai gồm một chiếc xe tăng và 6 IFV. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công với sự hỗ trợ của pháo binh và máy bay không người lái FPV. Được biết, 8 phương tiện chiến đấu đã bị phá hủy do hỏa lực chính xác cao, bao gồm một xe tăng và 7 chiếc IFV. Sau khi bị thiệt hại nặng, 4 chiếc IFV, một xe tăng và tổ hợp Sinka buộc phải vội vã rút lui. Lính dụ Ukraine nói thêm, những người điều khiển máy bay không người lái sẽ loại bỏ bộ binh đang chạy xung quanh Số phận không thể tránh khỏi đang chờ đợi họ trong cánh rừng và những nếp gấp của địa hình Vấn đề cần lưu ý ở đây là việc phối thuộc phá phòng không Sinka cho mũi xung kích Là một điều mới lạ trong chiến thuật tấn công của quân đội Nga Vũ khí trên rõ ràng không được giao nhiệm vụ bảo vệ binh sĩ khỏi các cuộc không kích Nếu chưa trải qua hiện đại hóa sâu và tốn kém Bởi nó không thể phát hiện một vật thể nhỏ và bay chậm như máy bay không người lái FPV Hoặc loại quadcopter thường được sử dụng để thả liệu đạn hay đạn cối ZSU-234 Sinka được coi là đỉnh cao của công nghiệp quốc phòng Liên Xô. Loại vũ khí đánh chặn này chính thức được đưa vào trang bị vào năm 1962. Sự xuất hiện của tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-234 Sinka lúc đó đã tạo nên một cuộc cách mạng trong khả năng phòng không của Liên Xô. Sau khi được đưa vào biên chế, pháo phòng không ZSU-234 Sinka đã chứng tỏ sự lợi hại khi xuất hiện trong các cuộc xung đột mà chúng tham gia. ZSU-234 Sinka còn được mệnh danh là vua phòng không tầm thấp trong thập niên 1960-1970, cho tới khi những tổ hợp phòng không hiện đại hơn ra đời. Với 4 khẩu pháo 23mm, có tốc độ bắn nhanh và liên tục, gần như không có trực thăng hay máy bay ném bom nào có tốc độ bay thấp mà thoát khỏi lưới lửa của nó. Các trực thăng, máy bay chiến đấu khi đang cất hạ cánh mà lọt vào trong tầm bắn của pháo ZSU-234 Sinka thì khả năng bị tiêu diệt rất cao. Ngoài khả năng phòng không cốt lõi, thì tổ hợp ZSU-234 Singa vẫn có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất. Xung đột tại Syria đã cho thấy rõ điều này. ZSU-234 Singa đã được chứng minh trong nhiều cuộc xung đột, nhất là tác chiến đô thị và ở khu vực rừng núi. Chúng có thể dễ dàng phá hủy các mục tiêu như xe bọc thép nhẹ, xe quân sự. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 100 của lực lượng mặt đất từ lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được xe chiến đấu bộ binh IFVM-2 Bradley trong đợt viện trợ quân sự mới từ Mỹ. Những bức ảnh liên quan đã được cơ quan báo chí của lữ đoàn công bố. Được biết, những chiếc IFV nói trên đã được đưa vào biên chế cho tiểu đoàn cơ giới số 1. Đánh giá qua các bức ảnh được công bố, lữ đoàn 100 đã nhận được phiên bản tiêu chuẩn của MA-2A Bradley ODSSA dành cho quân đội Ukraine với bộ giáp phản ứng nổ Brad đặc trưng. Nhìn bên ngoài, MA-2A ODSSA có thể được phân biệt với các phiên bản cũ nhờ camera của người lái ở phần trước thân xe điều đáng chú ý MA-2A cũng có camera tương tự. Tuy nhiên, xe chiến đấu bộ binh của Ukraine không có kính ngắm mới nhất dành cho trưởng xe. Điều này cho thấy người Mỹ đang chuyển giao phiên bản MA-2A ods Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 300 xe chiến đấu bộ binh Bradley, nhiều hơn đáng kể so với một số phương tiện chiến đấu bọc thép khác như xe tăng Abram. Mỹ chỉ gửi cho Ukraine 31 xe tăng Abram. Xe chiến đấu của bộ binh Bradley được tạo ra để đáp trả các phương tiện chiến đấu bộ binh của Liên Xô và được đưa vào phục vụ trong những năm 1980. Bradley không phải là phương tiện bọc thép tiên tiến nhất, nhưng chúng linh hoạt và có khả năng cao. Đại tá Hamid de Bretton Gordon, cựu chỉ huy lực lượng hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân của Anh, nói rằng số lượng đáng kể trên đem lại cho Ukraine khả năng sử dụng xe Bradley hiệu quả hơn nhiều so với khi sử dụng xe tăng. Có đủ vũ khí là điều quan trọng với quân đội, vì như vậy họ mới có thể sử dụng những vũ khí này linh hoạt hơn. Ông de Bretton Gordon cho biết, rằng ở Ukraine xe chiến đấu bộ binh Bradley đã được sử dụng chống lại bộ binh trong Bonke, xe chở quân, máy bay không người lái UAV và thậm chí cả những xe tăng hàng đầu của đối phương. Mới đây trên chiến trường Kursk, trong chiến dịch tấn công, một máy bay không người lái FPV của Nga đã lao vào trước Bradley, nhưng phương tiện chiến đấu đã được cứu nhờ chiếc lồng thép chống máy bay không người lái khiến chiếc FPV bị bắt kẹt. Sau đó, một quả tên lửa chống tăng ATGM đã bắn trúng phần mặt trước của chiếc IFV, nhưng phương tiện chiến đấu vẫn sống sót và tiếp tục di chuyển. Trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phòng hóa sinh xạ Nga, nói trong cuộc họp báo gần đây, một trong những ưu tiên trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của quân đội Ukraine là kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tướng Kirillov cho biết, bộ quốc phòng Nga đã thu được tài liệu từ cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Ukraine, trong đó nhận định nếu xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Kursk, chỉ có lãnh thổ Nga bị ô nhiễm phóng xạ quân đội Ukraine đã sử dụng tài liệu này khi lập kế hoạch tấn công tỉnh Kursk. Ông này cho hay, Ukraine đã chuẩn bị 20.000 binh sĩ, 27 xe tăng, 50 thiết giáp, 30 khẩu pháo và 5 pháo phản lực Hima cho chiến dịch đánh chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk. Sau khi chiến dịch thất bại, lực lượng Ukraine hồi tháng 10 quay lại tìm cách kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở tỉnh cùng tên mà Nga kiểm soát từ xung đột. Ông Kirillov tuyên bố thêm rằng lực lượng Nga đã chặn đứng nỗ lực này. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội lực lượng Ukraine chưa bao giờ có ý định kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk, tư tỉnh Kursk của Nga. Thời điểm đó, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Bắc Âu, nếu chúng tôi muốn tấn công nhà máy điện hạt nhân của Nga, thì chúng tôi đã làm điều đó rồi. Chúng tôi có đủ khả năng kiểm soát nhà máy này, nhưng hành động ấy khiến Ukraine không khác gì Nga. Ông khẳng định sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương như cách Nga đã làm với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trong web d chuyên theo dõi thông tin nguồn mở cho biết, nhà máy hạt nhân này nằm cách vị trí do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Kursk khoảng 40 km. Nhà máy hạt nhân này có hai lò phản ứng đang hoạt động, có thiết kế tương tự nhà máy Chernobyl ở Ukraine, cùng hai lò hiện đại hơn đang trong quá trình xây dựng. Hai lò mới này gần giống lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Nga đang kiểm soát ở tỉnh Công Tên ở Ukraine. Nhà máy Kursk cung cấp gần 90% tổng lượng điện cho tỉnh này và phần lớn điện do nhà máy sản xuất được cung cấp cho các khu vực lân cận và lưới điện thống nhất của Nga. Trong trường hợp Nga mất kiểm soát nhà máy vào tay Ukraine, tỉnh Kursk sẽ gặp nhiều vấn đề về nguồn cung điện. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, chỉ trong ngày 4 tháng 11, phía Nga đã bắn hạ 42 máy bay không người lái, 4 tên lửa HIMARS của Mỹ cùng một quả bom dẫn đường Hammer của Pháp do Ukraine triển khai. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ các vũ khí tân tiến mà phương Tây viện trợ cho Ukraine đặc biệt là hệ thống tên lửa HIMARS, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang Ukraine. Hệ thống HIMARS của Mỹ được đánh giá là vũ khí chiến lược giúp Ukraine đối đầu với các mục tiêu của Nga nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Trên chiến trường, HIMARS còn giúp Ukraine phá hủy nhiều hệ thống pháo tầm xa, hệ thống radar và hệ thống tác chiến điện tử của Nga, những tài sản quân sự quan trọng vốn nằm ngoài tầm với của các loại vũ khí khác. Việc triển khai HIMARS cũng mang lại sự thay đổi chiến lược cho Ukraine. Nếu trước đây, quân đội Ukraine chủ yếu tham gia vào các trận đánh tiêu hao ở vùng Donbass, thì nay họ đã chuyển sang chiến thuật bất đối xứng, tấn công vào những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga. Điều này bao gồm việc nhắm vào các tuyến hậu cần dựa trên đường sắt, các kho tiếp tế và các khu vực tập trung lực lượng của Nga. Điển hình, nhiều kho lưu trữ đạn pháo của Nga đã bị tấn công trực tiếp, gây thiệt hại lớn cho khả năng hậu cần của đối phương. HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao là một hệ thống pháo binh cơ động dạng mô được phát triển cho quân đội Mỹ và được ca ngợi vì khả năng thích ứng trong các tình huống chiến đấu có rủi ro cao. Được biết đến với tính linh hoạt, HIMARS vượt trội trong việc nhắm mục tiêu vào các tài sản quan trọng của đối phương như hệ thống radar, trung tâm chỉ huy, đơn vị thiết giáp và các điểm chiến lược khác. Được lắp trên khung gầm xe tải nhẹ 6x6, hệ thống này được thiết kế để xử lý nhiều địa hình khác nhau và nhanh chóng tiếp cận các vị trí chiến thuật, kết hợp tốc độ cao với hỏa lực mạnh mẽ. Hệ thống HIMARS tương thích với nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa M31 GMLRS dẫn đường bằng GPS có tầm bắn lên tới 80 km và tên lửa ATACMS tầm xa hơn, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 300 km. Mỗi đơn vị HIMARS có thể mang theo một cụm gồm 6 tên lửa GMLRS hoặc một tên lửa ATACMS duy nhất, mang lại sự linh hoạt cho người vận hành dựa trên yêu cầu nhiệm vụ. Một lợi thế lớn của HIMARS là khả năng tích hợp vào các môi trường chiến tranh tập trung và mạng lưới, tiếp nhận thông tin mục tiêu theo thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau như UAV, máy bay chiến đấu và các đơn vị tình báo. Khả năng kết nối này cho phép người vận hành phản ứng ngay lập tức với các điều kiện thay đổi trên chiến trường, phối hợp với các hệ thống vũ khí khác để tấn công đồng bộ có độ chính xác cao. Khả năng tương tác như vậy khiến HIMARS trở thành một phần không thể thiếu của các chiến lược tác chiến đương đại, nâng cao hiệu quả của nó như một phần của lực lượng đồng minh và liên minh. Được quân đội Mỹ áp dụng rộng rãi HIMARS đã chứng minh được giá trị của mình đối với một số đồng minh NATO và các quốc gia khác trên thế giới. Theo thông tin cập nhật từ Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng T-80 BVM của Nga đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine tại khu vực phía Nam Donetsk. Cụ thể, các kiếp lái T-80 BVM từ nhóm tác chiến của Nga đã phản ứng nhanh chóng khi tình báo Nga phát hiện sự tập trung đầu đảo của quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một đợt tấn công. Trước tình thế này, các lực lượng Nga quyết định tiến hành tấn công phủ đầu bằng hỏa lực chính xác từ vị trí chiến lược, gây tổn thất đáng kể cho Ukraine về nhân sự và trang thiết bị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiếp xe T-80BVM lập tức rút lui về vị trí an toàn, tránh nguy cơ bị phản công bởi pháo binh Ukraine. Trong giai đoạn này, các xe tăng vẫn duy trì sẵn sàng chiến đấu và được bổ sung đạn dược, phòng trường hợp cần tái triển khai. Vào tháng 9 năm ngoái, quân đội Nga đã đưa hàng loạt xe tăng T-80BVM mới ra chiến trường. T-80BVM là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 do Liên Xô phát triển. Mục tiêu chính của việc nâng cấp T-80BVM là nâng cao khả năng chiến đấu của xe tăng và kéo dài thời gian hoạt động. T-80BVM có trọng lượng chiến đấu khoảng 46 tấn, xe tăng được trang bị động cơ tô binh khí, tạo ra công suất 1.250 mã lực cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 80 km h trên đường trường và 45 km h trên địa hình. Phạm vi hoạt động 500 km, Xe tăng có tổ lái gồm 3 người, bao gồm chỉ huy, xạ thủ và lái xe. Kênh Telegram của công ty Uralvagon ravod một thành viên của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, đơn vị sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga, đã cung cấp một vài thông tin quan trọng về những chiếc xe tăng nói trên. Những cải tiến được thực hiện dựa trên kinh nghiệm sử dụng phương tiện trong các trận chiến thực sự, gói nâng cấp nói trên đã được chứng minh làm tăng khả năng đáng kể tồn tại của xe tăng. Ưu điểm lớn nhất của những chiến xa này lắp đặt động cơ thổ biến khí công suất 1.250 mã lực đầy mạnh mẽ, khiến chiếc T-80BVM gần như im lặng khi di chuyển về phía đối phương để tung đòn tấn công quyết định. Những lời chia sẻ từ các binh sĩ Nga đã góp phần làm rõ lợi thế của T-80 so với các xe tăng khác. Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2023, một chỉ huy Nga chia sẻ về lần chạm trán xe tăng Leopard do Đức sản xuất trên chiến trường. Theo vị chỉ huy này, trong khi Leopard gặp khó khăn ở địa hình lầy lội, động cơ tua bin khí của T-80 giúp nó di chuyển linh hoạt trên mọi loại địa hình phức tạp. Chỉ huy này cho biết, Leopard thường xuyên bị kẹt trong bùn, xe chúng tôi với động cơ tua bin khí vượt qua mọi chướng ngại vật, kể cả chiến hào và bong khe của đối phương trong điều kiện thời tiết khó khăn. Điểm mạnh của T-80 còn nằm ở động cơ tua bin khí, tương tự như xe tăng M1 Abrams của Mỹ, tạo ra sức mạnh vượt trội để vượt qua các địa hình đa dạng một cách nhanh chóng. Khả năng này là một lợi thế chiến lược trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine nơi địa hình thay đổi và phức tạp. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Mới đây, Israel và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, hơn 200 người dân Palestine tại giải Gaza, bao gồm cả bệnh nhân và người chăm sóc, đã được sơ tán đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE hoặc Rumani để điều trị. Theo WHO và COGAT, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách các vấn đề dân sự tại các vùng lãnh thổ của Palestine, tổng cộng có khoảng 230 người đã được sửa tán. Trong một tuyên bố, COGAT nhấn mạnh đây là số lượng bệnh nhân và người chăm sóc lớn nhất đã rời qua cửa khẩu Karem Salom trong những tháng gần đây. Hoạt động này được thực hiện với sự hợp tác của UAE, Liên minh châu Âu EU và WHO. Trong khi đó, WHO cho biết các bệnh nhân trên bao gồm những người mắc bệnh về máu, ung thư, thận và chấn thương. Những bệnh nhân này được chuyển từ Gaza qua cửa khẩu Karem Salom vào Israel, sau đó đến sân bay Ramon gần Eilat ở miền nam Israel. Trước đó đại diện của WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine, ông Rick Pipercon cho biết, các trường hợp trên nằm trong số 14.000 người đang chờ ở Gaza để được sơ tán vì lý do y tế. Tuy nhiên, chưa đến 5.000 người được cấp phép sơ tán y tế khỏi vùng lãnh thổ này kể từ khi bùng phát xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel vào tháng 10 năm ngoái. Theo số liệu của cơ quan y tế tại Gaza, gần 43.400 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương trong hơn một năm xung đột nói trên. Bên phía Israel ghi nhận hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm người bị Hamas bắt giữ. Cùng thời điểm, người đứng đầu cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA, ông Philip Lazzarini cho biết cơ quan này đang đối mặt với tình cảnh bị đát nhất và cần sự hỗ trợ từ các thành viên Liên Hợp Quốc sau khi Israel quyết định cắt đứt quan hệ với tổ chức này. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Lazarini nhấn mạnh nếu không có sự can thiệp của các quốc gia thành viên, UNRWA sẽ phải giải thẻ. Từ đó làm sụp đổ hoạt động ứng phó nhân đạo của Liên Hợp Quốc, vốn phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng của cơ quan này, đồng thời đẩy hàng triệu người Palestine vào cảnh hỗn loạn. Ông cho rằng việc thực thi lệnh cấm đối với tổ chức này tại Israel và Đông Jerusalem bị chiếm đóng Sắc lệnh vốn đã được Quốc hội Israel thông qua vào tháng trước sẽ gây ra hậu quả thảm khốc. Trong trường hợp không có một chính quyền hoặc nhà nước có năng lực, chỉ có UNRWA mới có thể cung cấp giáo dục cho hơn 650.000 trẻ em gái và trẻ em trai ở Gaza. Nếu UNRWA giải thể, cả một thế hệ sẽ bị từ chối quyền được giáo dục. Liên quan vấn đề này, trong phản hồi chính thức, Liên hợp quốc cho biết tổ chức đa phương này không thể và không có đủ nguồn lực để đảm nhận trách nhiệm thay thế UNRWA. Trước đó bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế, trong đó có đồng minh Mỹ cũng như Anh và Đức, Quốc hội Israel vẫn thông qua quyết định đóng cửa hoạt động của UNRWA. Nước này sẽ chấm dứt thỏa thuận hợp tác năm 1967 với UNRWA, bao gồm bảo vệ, di chuyển và quyền miễn trừ ngoại giao của tổ chức này. Các hoạt động của UNRWA tại Israel cũng sẽ chấm dứt kể từ cuối tháng 1 năm 2025. Liên hợp quốc coi Gaza và Bờ Tây là vùng lãnh thổ mà Israel chiếm đóng. Luật nhân đạo quốc tế yêu cầu bên chiếm đóng phải đồng ý với các chương trình cứu trợ cho những người đang gặp khó khăn và tạo điều kiện cho họ bằng mọi phương tiện có thể, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn về thực phẩm, chăm sóc y tế, vệ sinh và sức khỏe cộng đồng. Trong phát biểu trước đám đông ủng hộ tại trung tâm hội nghị quận Palm Beach mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến thắng của ông trong cuộc đua với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là chiến thắng chính trị mà đất nước chưa từng thấy trước đây cùng ngày hãng thông tấn Student News của Iran đưa tin. Phó tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ông Ali Fadavi đã nói rằng, Tehran đã sẵn sàng đối đầu với Israel và không loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công phủ đầu từ Mỹ và Israel. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, trên các con phố của thủ đô Iran, phản ứng từ người dân có phần lặng lẽ hơn với việc một cư dân đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ứng viên Đảng Cộng Hòa. Nhưng lo ngại ông có thể áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran. Về phần mình, các quan chức Ả Rập và phương Tây đã nói với Reuters rằng ông Trump có thể tái áp dụng chính sách áp lực tối đa của mình bằng cách tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran và trao quyền cho Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này cũng như tiến hành các vụ ám sát có mục tiêu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc vốn giới hạn chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy các lợi ích kinh tế. Việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2018 đã ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu dầu mỏ của Iran, giảm nguồn thu của chính phủ và buộc Iran phải thực hiện các biện pháp không được người dân chào đón, như tăng thuế và đối mặt với thâm hụt ngân sách lớn, khiến lạm phát hàng năm duy trì gần mức 40%. Theo trang web theo dõi tỷ giá Iran, bullbad.com, trước viện cảnh ông Trump bước vào Nhà Trắng, đồng nội tệ của Iran đã suy yếu đạt mức thấp kỷ lục 700.000 rial đổi một đô la Mỹ trên thị trường tự do. Trong khi đó, theo Reuters, ngoài Fox News, các hãng tin khác vẫn chưa công bố chiến thắng cho ông Trump, nhưng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa dường như đang trên đà chiến thắng sau khi giành được các bang chiến địa quan trọng. Như Pennsylvania, North Carolina và Georgia đồng thời dẫn trước ở bốn bảng khác. Cựu Tổng thống Mỹ cũng đang thể hiện sức mạnh trên phạm vi rộng lớn khắp cả nước, cải thiện hiệu suất của mình so với năm 2020 ở mọi nơi từ vùng nông thôn đến các trung tâm đô thị. Bộ ngoại giao Iran mới đây cho biết, Tehran vẫn cam kết duy trì tính chất hòa bình của chương trình làm giàu uranium và không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhưng khẳng định sẵn sàng tự vệ nếu có mối nguy cơ từ Israel. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran, ông Esmail Baghai khẳng định, Iran nỗ lực theo đuổi chính sách từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong khi mục tiêu của chương trình hạt nhân chiến thuật chỉ nhằm tận dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ông Bagay nhấn mạnh, như lãnh đạo tối cao của cách mạng Hồi giáo cam kết gần đây, chúng tôi chỉ tăng cường tiềm năng phòng thủ của mình trong phạm vi cần thiết để bảo vệ đất nước. Diễn biến trên được đưa ra khi Iran vừa hứng chịu cuộc tấn công từ Israel và phải chịu loạt hành động gian đe từ phía Mỹ. Tehran cho biết họ sẽ nâng cao sức mạnh quân sự trong khuôn khổ cho phép. Các nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh một lần nữa việc chương trình hạt nhân của họ bị giới hạn bởi sắc lệnh tôn giáo của Đại giáo chủ Ayatollah Khamenei, cụ thể là cấm phát triển những loại vũ khí vô đạo đức như vậy. Nhưng theo bình luận từ giới chuyên gia quốc tế, mọi thứ có thể chỉ là bước bình phong, đặc biệt sau sự kiện diễn ra ngày 1 tháng 10, khi Iran thực hiện cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào lãnh thổ Israel khi bắn hàng trăm tên lửa đạn đạo vào nhiều mục tiêu. Bất chấp việc lực lượng phòng không Israel đánh chặn thành công nhiều tên lửa và chỉ phải chịu thiệt hại tối thiểu, sự gia tăng căng thẳng từ cuộc xung đột càng khiến mối quan hệ giữa các nước trở nên tồi tệ hơn. Trước đó, cựu thư ký Ủy ban Phát triển và Trang thiết bị của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, chuẩn tướng Iran, Ebrahim Rostami cho biết, Iran sở hữu vũ khí vượt trội hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ám chỉ thiết bị quân sự này từng được triển khai trong quá khứ và nhắc lại vụ tấn công tàu chở dầu ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, vào năm 2019. Ông Rostami nói, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump muốn kiềm chế xuất khẩu dầu của chúng tôi. Iran đã có một số hoạt động mang tính chiến thuật tôi sẽ không nói ai đã thực hiện chúng nhưng năm tàu chở dầu đã phát nổ ở cảng Fujairah được canh phòng nghiêm ngặt chuẩn tướng Iran nhấn mạnh họ thậm chí không biết cuộc tấn công bắt nguồn từ đâu và nộp đơn khiếu nại lên Liên hợp quốc các tiểu vương quốc ở Đảo thống nhất đã buộc tội chúng tôi nhưng không thể đưa ra bằng chứng đây là một số ví dụ tôi có thể đề cập đến tuy nhiên ông không hé lộ thêm chi tiết về loại vũ khí này Tờ Jerusalem Post dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã nâng cao tình trạng báo động và sẵn sàng để ứng phó với khả năng Iran sẽ đáp trả cuộc tấn công gần đây của Israel. Sự cảnh giác gia tăng này bao gồm các đánh giá tình hình hàng ngày trên tất cả các nhánh và đơn vị của Bộ Tổng tham mưu IDF, bao gồm cả Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. IDF đã tăng cường nỗ lực thu thập thông tin tình báo thông qua nhiều phương pháp khác nhau liên quan đến toàn bộ cộng đồng tình báo. Đồng thời không quân Israel vẫn trong tình trạng báo động cao, tập trung vào hệ thống kiểm soát và phòng không của mình. Một quan chức quân sự Israel lưu ý rằng sự hiện diện của hàng trăm binh sĩ Mỹ tại Israel vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa IDF và lực lượng Mỹ đồn trú tại đây. Phó tổng tham mưu trưởng IDF, Thiếu tướng Army Baram cũng đã tăng cường liên hệ hợp tác với các đối tác tại trụ sở Centicom của Mỹ để chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau. Các nguồn tin của IDF nhấn mạnh rằng, mặc dù có nhiều báo cáo trên các phương tiện truyền thông nước ngoài, vẫn chưa có thông tin xác nhận nào về thời điểm chính xác của phản ứng từ Iran. Họ đánh giá thêm rằng Iran vẫn đang cân nhắc các lựa chọn trả đũa và đánh giá quy mô phản ứng của mình. IDF không loại trừ khả năng Iran sẽ đáp trả từ Syria, Yemen hoặc Iraq thay vì trực tiếp từ Iran. Ngoài ra, các quan chức an ninh không loại trừ khả năng Iran sẽ nhắm vào các nhân vật cấp cao của Israel ở trong và ngoài nước các quan chức an ninh israel chỉ ra rằng iran có thể đang cân nhắc cẩn thận các cảnh báo của mỹ trong khi thử nghiệm các giới hạn các nguồn tin quân sự xác nhận rằng mặc dù có đánh giá cho rằng cuộc bầu cử ở mỹ có thể trì hoãn mọi phản ứng của iran ít nhất vài ngày idf vẫn tăng cường chiến lược cho các hệ thống phát hiện cảnh báo phòng không tình báo và hoạt động trong bộ tổng tham mưu sự chuẩn bị này cho thấy idf đang sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa israel và iran Trước một động thái khá bất ngờ, mới đây Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Galan. Ngay lập tức, nhiều chính khách tại Israel đã lên tiếng chỉ trích hành động của Thủ tướng Netanyahu trong khi hàng nghìn người dân xuống đường biểu tình phản đối. Theo truyền thông Israel, quyết định sa thải được đích thân Thủ tướng cho cho Bộ trưởng Quốc phòng Galan tại văn phòng Thủ tướng Israel. Kênh số 12 cho biết, bức thư chứa quyết định sa thải chỉ có một dòng duy nhất với nội dung nhiệm kỳ của ông Galan sẽ kết thúc trong vòng 48 giờ. Người được chỉ định thay thế ông Galan đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng là Ngoại trưởng Israel Katz, trong khi Bộ trưởng Không bộ Gideon Saar được cất nhắc thay ông Katz làm Ngoại trưởng. Lý giải về quyết định sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Galan, Thủ tướng Netanyahu khẳng định niềm tin giữa ông và ông Galan đã bị dạn nứt trong những tháng qua. Dù đang trong giai đoạn đầu xung đột bùng phát, hai bên đã có sự tin tưởng và phối hợp công việc hiệu quả. Đặc biệt, Thủ tướng Netanyahu còn cáo buộc ông Galan đã gián tiếp trợ giúp cho đối thủ. Ngay sau khi thông tin về việc Thủ tướng Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Galan được công bố, nhiều chính khách đối lập tại Israel đã lên tiếng chỉ trích và phản đối quyết liệt. Viết trên mạng xã hội X, thủ lĩnh đối lập Lapid khẳng định việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng trong bối cảnh Israel đang ở giữa một cuộc xung đột là một hành động điên rồ. Ông Lapid kêu gọi người Israel xuống đường biểu tình nhằm phản đối quyết định của người đứng đầu chính phủ. Tương tự một thủ lĩnh đối lập khác là ông Golan cũng kêu gọi toàn thể người dân Israel xuống đường biểu tình để cứu đất nước cáo buộc thủ tướng Netanyahu đang hủy hoại Israel. Một chính khách tên tuổi khác là cựu thủ tướng Naftali Bennett thì cho rằng Israel đang có một nhà lãnh đạo điên rồ và ốm yếu. Trong khi đó, một số nhân vật thuộc phe cực hữu tại Israel lại lên tiếng ủng hộ quyết định của thủ tướng Netanyahu trong một tuyên bố bộ trưởng an ninh nội bang Itamar Ben-Gvir ca ngợi quyết định sa thải bộ trưởng quốc phòng là đúng đắn, nhấn mạnh rằng Israel không thể giành được chiến thắng hoàn toàn nếu ông Gallant còn tiếp tục tại vị. Trên bình diện quân chúng, hàng nghìn người ở cả Jerusalem và Tel Aviv đêm qua đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sa thải bộ trưởng quốc phòng Galan. Tại Tel Aviv, người biểu tình đã phong tỏa tuyến đường cao tốc Yalon và tập trung phía trước trụ sở của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Trong khi đó, ở Jerusalem, người biểu tình tập trung ở bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Netanyahu và đụng độ dữ dội với lực lượng cảnh sát triển khai bảo vệ khu vực này. Một số nguồn tin Israel lo ngại lan sóng biểu tình phản đối quyết định của Thủ tướng Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Galan có thể bùng phát thành chiến dịch biểu tình lớn tương tự như chiến dịch biểu tình hồi năm ngoái nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Theo báo South China Morning Post, đối với các nhà lập pháp, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nước này đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập tại một hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới nhằm hướng tới thỏa thuận trục xuất Israel khỏi Liên Hợp Quốc. Ông Anwar Ibrahim cáo buộc Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chỉ thị mà Liên Hợp Quốc đề ra trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Malaysia cũng lên tiếng chỉ trích Israel trong cuộc xung đột tại giải Gaza và cấm công ty vận tải biển Jim của Israel hoạt động tại nước này. Bên cạnh đó, người dân Malaysia còn tích cực tẩy chay các doanh nghiệp mà họ cho là có diên lưu tới Mỹ, đồng minh thân cận, kiêm nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Israel. Trong một diễn biến khác, việc Israel chấm dứt công nhận cơ quan Liên hợp quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine UNRWA, dẫn đến lo ngại về việc dòng viện trợ quốc tế vốn đang không thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu của dân thường ở giải Gaza tiếp tục bị bóp nghẹt, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây diễn biến xấu đi. Cụ thể, Thời báo Israel ngày 4 tháng 11 dẫn thông báo của Bộ ngoại giao Israel xác nhận nước này đã thông báo tới Liên hợp quốc về quyết định rút khỏi thỏa thuận đạt được năm 1967 về việc công nhận hoạt động của UNRWA. Động thái này diễn ra vài hôm sau khi Quốc hội Israel thông qua hai đạo luật chống UNRWA, trong đó đạo luật đầu tiên cấm mọi hoạt động và dịch vụ của UNRWA trên lãnh thổ Israel, dự kiến có hiệu lực sau 3 tháng. Đạo luật thứ hai coi UNRWA là một tổ chức cực đoan, cắt đứt mọi quan hệ giữa nhân viên chính phủ Israel và UNRWA, đồng thời tước bỏ quyền miễn trừ pháp lý của các thành viên cơ quan do Liên Hợp Quốc thành lập này. Trong tuyên bố mới nhất, Israel một lần nữa mô tả, UNRWA là một phần vấn đề, chứ không phải giải pháp dành cho giải Gaza. Cáo buộc nhiều nhân viên UNRWA là thành viên của Hamas và từng tham gia cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, vốn là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. UNRWA được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập từ năm 1949, có mục tiêu ban đầu là hỗ trợ người tị nạn Palestine bị trục xuất khỏi nhà cửa của họ trong quá trình thành lập nhà nước Israel. Trong hơn 7 thập kỷ qua, UNRWA được Liên Hợp Quốc khẳng định là cơ quan có vai trò then chốt trong nỗ lực hỗ trợ, cung cấp viện trợ quốc tế cho người Palestine sinh sống ở giải Gaza, khu vực bờ Tây, cũng như ở Liban, Jordani và Syria. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.